Trong lịch sử quân đội Việt Nam, có một nhân vật từng làm mưa làm gió, khiến bọn thực dân mỗi lần nghe tên là khóc thét kêu cha gọi mẹ. Nhưng khổ nỗi, người ấy không chỉ khiến quân địch sợ mà cả quân mình, những người đồng đội cùng phe, ăn nằm cùng nhau sang tối cũng khiếp vía không thôi. Cứ mỗi lần đi qua căn cứ địa của người đàn ông đó là ai ai cũng phải bảo nhau là tem tém lại. Lỡ một cụ Nghĩa run tay một cái là cả quân khu bay ngay trong vòng một nốt nhạc. Và đó không ai khác chính là giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, người đàn ông trời thuốc theo đúng nghĩa đen của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là người khiến cho Bác Hồ thấy lần nào là phải thở dài lần đó. Vậy vị thiếu tướng quân đội Việt Nam này đã làm gì mà khiến cho anh em ai nhìn cũng phải rén như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều đó trong video ngày hôm nay. Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ở Chánh Hiệp, Tam Bình, Vĩnh Long. Cha ông là Phạm Văn Mùi, làm nghề dạy học. Mẹ ông là bà Lý Thị Diệu. Ông mồ côi cha lúc 6 tuổi. Ông lớn lên trong sự tần tảo của mẹ và sự hy sinh của chị gái. Chị gái ông khi đó mới 8 tuổi đã nghỉ học ở nhà, cùng má làm lụng nuôi em trai ăn học. Là học sinh trường P Chữ Ký nổi tiếng Sài Gòn, cậu học trò nghèo Phạm Quang Lễ bao giờ cũng đứng đầu lớp. Vì học giỏi nên ngày đó chính quyền Pháp cố ý đưa Phạm Quang Lễ ra Hà Nội học làm quan, nhưng ông từ chối vì đó là công việc bán nước hại dân. Năm 1935, khi vừa tròn 22 tuổi, người thanh niên yêu nước Phạm Quang Lễ đã rời bến cảng Nhà Rồng sang trời Tây du học. Để được sang Pháp, ngoài tài năng, tố chất thông minh và những thành tích vượt trội trong học tập, còn cần đến sự may mắn và sự hỗ trợ. Người tạo điều kiện thuận lợi là nhà báo Vương Quang Ngưu, một Việt kiều yêu nước từ Pháp trở về nước làm việc tại tòa bưu chính Mỹ Tho. Khi gặp và trò chuyện với Phạm Quang Lễ, nhận thấy những tố chất và khát vọng lớn của người thanh niên có chí khí, ông đã vận động hội ái hữu trường Cheselup Lào Bát cấp cho Phạm Quang Lễ học bổng là một năm sang Pháp học tập. Từ khi còn trẻ, cậu học trò Phạm Quang Lễ đã có một suy nghĩ: nước Việt Nam có truyền thống đánh giặc cả nghìn năm, lòng can đảm và lòng yêu nước đều không thiếu, nhưng người Việt Nam vẫn bị thực dân Pháp khuất phục là do ta không có vũ khí hiện đại như Pháp. Chính vì thế, khi sang Pháp du học, Phạm Quang Lễ đã thề sẽ học cho bằng được cách chế tạo vũ khí để về đánh Pháp. Vì học bổng có thời hạn một năm, Phạm Quang Lễ đã phải rút ngắn thời gian học vì thông thường học sinh phải có 2 năm dự bị để vào học đại học và thi đỗ vào trường Đại học Quốc gia Cầu Đường Paris. Năm 1936, ông chính thức trở thành sinh viên Đại học Quốc gia Paris và bước đầu mở được cánh cửa vào con đường nghiên cứu vũ khí. Nhưng sang đến Pháp, Phạm Quang Lễ mới nhận ra suy nghĩ của mình quá đơn giản. Người Pháp không đời nào cho phép một du học sinh nước ngoài ở Pháp học ngành chế tạo vũ khí. Ngành học đó chỉ dành cho những sinh viên Pháp. Không nản chí, ngoài việc học ở trường, Phạm Quang Lễ còn tự mày mò đọc những sách về vũ khí tại nhà. Có thể nói, bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học với nỗ lực, quyết tâm, khát vọng lớn lao, cao cả của một thanh niên yêu nước, Phạm Quang Lễ đã vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành sứ mệnh và giấc mộng lớn của đời mình. Sau 11 năm học tập, làm việc trên đất Pháp, Phạm Quang Lễ nhận được các tấm bằng cử nhân, kỹ sư của các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Quốc gia Cầu Đường Paris, Học viện Kỹ thuật Hàng không. Sau ngày tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư của một hãng chế tạo máy bay, dù kiếm được bao nhiêu tiền, Phạm Quang Lễ cũng đều dồn cả vào mua sách liên quan đến vũ khí. Ông đọc sách ngày đêm, chờ cơ hội về giúp nước. Nhờ những thành tích vượt trội trong học tập, Phạm Quang Lễ được nhiều công ty mời về làm việc. Ông từng làm việc cho 3 công ty chế tạo máy bay của Pháp. Sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 kết thúc năm 1945, ông đảm nhiệm vai trò thiết kế trưởng của hãng chế tạo máy bay North Aviation với mức lương rất cao. Cũng ở môi trường làm việc thuận lợi này, Phạm Quang Lễ có nhiều điều kiện để học tập, nâng cao hiểu biết, rèn luyện tay nghề về khoa học chế tạo vũ khí và thuốc súng. Để có được thành tích đó, Phạm Quang Lễ cũng đã phải tiết chế những thú vui cá nhân, một lòng một dạ theo đuổi con đường khoa học. Trong hồi ức của những người bạn cùng thời như bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, Nguyễn Khắc Viện, thì suốt nhiều năm ở Pháp, anh Lễ chẳng biết đến rượu bia, không tập nhảy đầm, ít đi chơi giải trí. May ra, trong dịp nghỉ hè mới rủ được anh đi thuê xe đạp xong chơi dọc bờ sông Sen hoặc đạp về phía nam nước Pháp, thăm các vùng trồng nho, đi du lịch các nơi. Ngày 22 tháng 6 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp. Hay tin, ông đã đến sân bay Le Bourget để chào đón người. Được bác sĩ Hoàng Xuân Mãn, em ruột giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Chủ tịch Hội Việt Kiều ở Pháp giới thiệu, ông được tiếp kiến Bác. Sau đó, nhiều lần ông được tháp tùng Bác đi thăm, nói chuyện với Việt Kiều.
Những ngày ở gần Bác, ông đã cảm phục và quý mến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trí tuệ và sự uyên thâm của Bác đã cho ông một niềm tin để đi theo người thực hiện hoài bão lớn ấp ủ bấy lâu nay. Có lần Bác hỏi, nguyện vọng của chú lúc này là gì? Ông đã trả lời rất nhanh. Dạ thưa, nguyện vọng cao nhất của cháu là được trở về Tổ quốc, cống hiến hết năng lực và tinh thần. Những lần sau, khi nói chuyện với Bác, ông đã chia sẻ những điều ông học được và 30.000 trang tài liệu về vũ khí ông thu thập được. Bác hỏi, chú về nước chế tạo vũ khí, cách mạng sẽ rất cần, nhưng trong nước khổ lắm, chú có chịu nổi không? Phạm Quang Lễ gật đầu. Thưa Bác, cháu đã chờ đợi ngày này suốt 11 năm trời. Hội nghị Fontainebleau không thành sau khi ký bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 với Pháp, Bác đã cho gọi Phạm Quang Lễ. Bác sắp về nước, chú chuẩn bị để vài ngày nữa chúng ta lên đường về nước. Chú sẵn sàng chưa? Ông sung sướng trả lời. Thưa Bác, cháu đã sẵn sàng. Ngày 19 tháng 9 năm 1946, ông về nước cùng Bác trên chiến hạm Dumont de Uribe từ cảng Toulon và mang theo một tấn tài liệu được đóng hòm dán nhãn ngoại giao. Trong hồi ký trở về Tổ quốc kính yêu, tác giả Thanh Đức dẫn lại trong sách, ông đã chia sẻ những gửi gắm của mình với bạn bè ở Paris. Trước khi theo Bác trở về Tổ quốc, ông được hưởng mức lương của kỹ sư trưởng là 5.500 franc một tháng, tương đương với 22 lạng vàng, tức là vào khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng một tháng. Đây là con số quá mức kinh người mà không phải ai vào thời điểm đó cũng đạt được. Nhưng Phạm Quang Lễ đã không hề nao núng mà từ bỏ. Vậy nên năm đó, khi Bác Hồ rời Pháp về Việt Nam, mới có thêm một người trí thức tên Phạm Quang Lễ. Cùng năm đó, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp gay go, ác liệt, ông được Bác Hồ giao làm cục trưởng cục quân giới với trọng trách là nghiên cứu chế tạo ra vũ khí để bộ đội ta đánh giặc. Bác nói, đây là việc đại nghĩa, vì thế từ nay Bác đặt tên cho chú là Trần Đại Nghĩa. Và cái tên Trần Đại Nghĩa mà Bác Hồ đặt cho ông năm đó là cái tên đã đưa ông đi vào lịch sử ngành chế tạo vũ khí của Việt Nam. Ngay sau khi trở về nước, Phạm Quang Lễ được cử lên xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên tham gia nghiên cứu chế tạo súng chống tăng theo mẫu bazooka của Mỹ với 2 viên đạn dự trữ do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu cung cấp. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, Bác gọi ông về Hà Nội trực tiếp giao ông làm cục trưởng cục quân giới, đóng tại Ứng Hòa với nhiệm vụ lo vũ khí cho bộ đội. Cùng nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho ông là Trần Đại Nghĩa, có hàm ý là làm việc đại nghĩa. Về Ứng Hòa, ông tiếp tục việc nghiên cứu chế tạo súng bazooka từ những kiến thức thu thập được qua các tài liệu mật ở nước ngoài. Với trình độ cử nhân toán cao cấp, ông và các đồng chí của mình đã chế thử thành công bazooka B-60. Sau đó, ông hoàn chỉnh bản vẽ chi tiết và chuyển đến các xưởng quân giới ở Việt Bắc. Đầu tháng 3 năm 1947, súng bazooka đã lập chiến công đầu tiên. 10 quả đạn và 3 khẩu súng chuyển về Trung đoàn Thủ đô do tướng Vương Thừa Vũ chỉ huy đã bắn cháy 2 xe tăng của thực dân Pháp tại Chùa Trầm, Quốc Oai, Hà Tây Cũ khi chúng đánh chiếm thị xã Hà Đông. Đến tháng 4 năm 1947, bazooka đi vào sản xuất hàng loạt, gửi các chiến trường. Ghi nhận cống hiến của Trần Đại Nghĩa, trong đợt phong tướng đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 117-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948, phong ông quân hàm thiếu tướng. Sau bazooka, Trần Đại Nghĩa đã cùng các kỹ sư cộng sự gần gũi như Lê Tâm, Nguyễn Trinh Tiếp, tiếp tục nghiên cứu một loại vũ khí mạnh hơn, có khả năng tiêu diệt các bong ke, lô cốt kiểu mới của địch. Sau một thời gian thực nghiệm, súng Đại Bác SKZ-60 đã chế thử thành công. Đây là loại vũ khí công đồn nặng khoảng 26kg, có thể tháo rời để mang vác, đầu đạn nặng khoảng 9kg, có thể xuyên thủng bê tông dày trên 60cm khi bắn ở cự ly tối ưu. SKZ-60 được ứng dụng ngay trên chiến trường và lần đầu tiên lập chiến công xuất sắc, phá tan bong ke kiên cố của giặc Pháp trong chiến thắng ở Phố Ràng, chiến thắng Phố Lu trong chiến dịch Lê Hồng Phong cuối năm 1949. SKZ đã làm giặc Pháp khiếp sợ. Trong cuốn Chiến tranh Đông Dương xuất bản tại Paris năm 1963, ký giả Lucien Bodat viết: cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi, cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60cm là những quả đạn SKZ 8kg mà người Việt chế tạo trong các hang núi ở Đông Dương. Chỉ cần vài quả là đã tiêu diệt được tháp canh của chúng tôi. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cục quân giới chuyển vào chiến trường 10 khẩu SKZ và 100 quả đạn. Số súng đạn này đã góp phần giúp chiến sĩ hạ gục nhiều đồn bốt địch. Năm 1948, Trần Đại Nghĩa được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành một trong 10 vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là đại tướng,
Nguyễn Bình là trung tướng, còn Trần Đại Nghĩa cùng Nguyễn Sơn, Văn Tiến Dũng, Trần Tử Bình, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Hoàng Sâm đều là thiếu tướng. Khi ấy, Trần Đại Nghĩa mới 35 tuổi. Nhưng chuyện về cụ Nghĩa được anh em trong quân đội quan tâm nhất không phải là hôm nay cụ chết được bao nhiêu quả bê dô ca mới, mà là chuyện bao giờ cụ mới lấy vợ. Vợ của thiếu tướng sau này kể lại chuyện ngày ấy của hai người. Khi đó, bà Nguyễn Thị Khánh là y tá trong quân khu Cục Quân Giới do cụ Nghĩa làm cục trưởng. Cô y tá xinh đẹp ngày ấy tuy có nghe về tài năng của sếp mình, nhưng trong mắt cô, cụ ta là một người lùi xùi, quần áo lôi thôi, không có gì bắt mắt, lại lớn hơn cô cả con giáp. Hồi đó, Cục Quân Giới đóng trên đồi, phía dưới là trường lục quân của ông Hoàng Đạo Thúy. Để chống quân Pháp nhảy dù, Trần Đại Nghĩa hiến kế là cắm cọc nhọn ở các khu đất trống xung quanh. Không ngờ có lần chính cục trưởng Nghĩa bị va trúng cọc và người chăm sóc băng bó là cô Khánh. Đến một hôm, người chị cùng đơn vị bảo Khánh: "Hình như ông Nghĩa để ý mày đấy." Mọi người vun vào, rồi chuyện gì đến phải đến, một lễ cưới đơn sơ được tổ chức trong chiến khu. Bà Khánh kể rằng, ông cục phó Xuân có bảo anh Nghĩa là viết thư báo tin cho cụ Hồ và tướng Giáp để kiếm, ít quà làm đám cưới. Nhưng anh Nghĩa gạt đi nói, người ta bận trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ thì chưa có quấy rầy. Đám cưới thì phải khao, nên cục trưởng Nghĩa vét sạch túi quần ra, lấy được 40 đồng duy nhất, mang đi mua mắc cọp về khao anh em trong đoàn. Bữa đó, mỗi người còn góp thêm 5 đồng nhờ chị cấp dưỡng nấu bữa cơm liên hoan chung. Khi các cán bộ quân đội mới bắt đầu được hưởng lương, một tháng anh Nghĩa được nhận 600 đồng. Chi phí đại thể như sau: 180 đồng nộp tiền ăn, 20 đồng mua xà phòng, 360 đồng mua thuốc lá, 2 tút, còn lại 40 đồng để tiêu vặt, thường dùng mua chuối, bánh ăn thêm cho đỡ đói. Trong chiến khu, do điều kiện sống khó khăn, đứa con đầu lòng của hai người đã qua đời vì thiếu sữa. Đứa con thứ hai đẻ rơi khi người mẹ phải chạy di tản 15 km đường rừng. Chuyện kể rằng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, một hôm giáo sư ra suối tắm, thấy lâu không về, mọi người đổ xô đi tìm, tưởng có chuyện gì không may xảy ra. Đến nơi, thấy giáo sư đang ngồi trên một tảng đá giữa dòng suối, người vẫn còn khô. Hóa ra vì mải mê suy nghĩ phương án làm thuốc súng cháy chậm nên giáo sư quên cả tắm. Vì đầu óc lúc nào cũng súng với đạn, chẳng quan tâm gì xung quanh, cả tuần không tắm, giày thì để cóc ở, quần áo thì tơi tả, trông lôi thôi thì phải nói là số một quân khu. Có lần bác Hồ phải kêu lên: "Thím Nghĩa đâu mà để chú Nghĩa ra nông nỗi này?" Cụ Nghĩa cứ mải tập trung suy nghĩ những vấn đề liên quan đến chế tạo vũ khí, nên nhiều khi trở nên đãng trí, thậm chí không để ý đến bữa ăn, ăn cho qua chuyện, đi họp thì thường xuyên để quên mũ, nón, đi nhầm giày dép. Có lần chú liên lạc mua cho anh cái mũ khác và phải để trên đó hàng chữ to cho khỏi lẫn: "Mũ này là của ông Trần Đại Nghĩa." Trong công việc gia đình, bà thường hài hước gọi giáo sư là ông Nghĩa lơ đễnh. Có lần trong ngày nghỉ, ông được bà giao nhiệm vụ trông con. Giáo sư vui vẻ nhận lời và nói bà cứ yên tâm. Khi đi trở về, bà thấy con mặt mũi lem luốc, quần áo lấm bê bết, đang chơi nghịch một mình, còn ông thì đang mải mê đọc sách. Bị vợ la dầy, ông chỉ cười chưa bao la, nuôi con theo kiểu tự do phát triển. Lúc ấy, bác nuôi nhiều gà lắm, nhưng hiếm khi làm thịt. Chị Hà, vợ tướng Giáp, thỉnh thoảng lấy trứng làm bánh mời bác cùng ăn. Cũng có khi mấy gia đình cũng ăn mấy con cá mà bác câu được dưới suối, thật là đầm ấm. Anh Nghĩa giống bác Hồ ở chỗ, con gì mình đã nuôi thì không nỡ ăn. Được cái là anh rất dễ tính, ăn uống sao cũng được. Sau này về Hà Nội, có lần đi dự tiệc về, tôi hỏi tiệc có ngon không, đáp rằng: "Ngon lắm." Hỏi có món gì thì cụ Nghĩa đáp cụt lụt là: "Chịu, đến vợ cũng phải bó tay." Lính ta xông pha trận mạc thì chẳng án một ai, nhưng mỗi lần đi trong quân khu nhà mình là chẳng ai bảo ai đều né né cái phòng của cụ Nghĩa ra. Bởi vì ông Phật này ăn ngủ cùng thuốc súng, phòng chất đầy lưu huỳnh, bom nổ, lựu đạn các kiểu, chỗ nào cũng thấy cả bao, trên mặt bàn là đủ loại bazooka. Đã thế, cụ còn có cái thói quen hút thuốc mỗi lúc tư duy, thành ra anh em sợ đi qua mà lỡ quát xì hơi sổ mũi làm cụ giật mình thì có khi đi tong cả quân khu. Ấy thế mà ông bà ông vải độ thế nào, cụ Nghĩa chưa bao giờ làm cháy cái gì bao giờ mới tài. Là người hiền lành, từ tốn, suốt ngày trầm tư, yên lặng trong phòng làm việc, cặm cụi bên chồng tài liệu, sách báo với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, không khi nào ngừng nghỉ. Tuy nhiên có một tính cách không hiền ở Trần Đại Nghĩa, đó là khi ông phát biểu những quan điểm, chính kiến của mình, khi cần bảo vệ những chân lý khoa học. Chuyện kể rằng, khi còn là chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, có lần bác sĩ Tôn Thất Tùng lo ngại về việc huy động mọi cán bộ phải tham gia đào đất, đắp đê, xây dựng các công trình công ích. Điều này sẽ làm cho các bác sĩ, nhân viên phẫu thuật tay bị cháy cứng, ảnh hưởng đến việc mổ xẻ.
nếu không tham gia thì bị quy là ngại khó, ngại lao động. Nghe vậy, giáo sư hoàn toàn đồng cảm, chia sẻ với những tâm tư băn khoăn đó. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh, cần miễn lao động cho số cán bộ này do đặc thù chuyên môn, còn chủ trương lao động xã hội chủ nghĩa luôn đúng đắn, vì vậy phải đến báo cáo ngay với anh Tô, tức Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới giải quyết được. Kể cả các trường hợp như các nghệ sĩ, nhà công cũng cần được bảo vệ đôi bàn tay. Năm 1950, bác chỉ định Trần Đại Nghĩa kiêm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông có dịp gặp bác thường xuyên ở các phiên họp của Hội đồng Chính phủ. Có lần bác nói với ông, đại ý là nếu vì những lý do nào đó mà cản trở công việc của chú thì chú hãy báo cáo cho bác biết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những ý kiến do ông đề xuất đều được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng chấp nhận, tạo điều kiện thuận lợi làm việc. Bên cạnh chế tạo súng, ông còn chỉ đạo anh em cục quân giới chế tạo bom bay. Đầu năm 1948, sau gần 3 tháng nghiên cứu thành công, bom bay do Việt Nam chế tạo ra đời. Đầu năm 1949, bộ đội ta bắn thử loại bom này. Khi bắn, quả đạn bay qua sông Hồng, rơi đúng vào trung tâm chỉ huy của Pháp ở Bắc Cổ. Tuy thiệt hại vật chất không lớn, nhưng loại bom này đã khiến quân Pháp khiếp sợ hoang mang. Ngoài chế tạo vũ khí, ông còn mở nhiều lớp đào tạo kỹ thuật vũ khí và trực tiếp đứng lớp. Qua các bài giảng, ông đã trang bị cho anh em những kiến thức cơ bản về kỹ thuật vũ khí. Hầu hết học viên do ông đào tạo sau này đều là những cán bộ chủ chốt. Sau 3 năm được giao nhiệm vụ lo vũ khí cho bộ đội, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa đưa ngành quân giới non trẻ phát triển mạnh mẽ. Những vũ khí của quân giới chế tạo đã góp phần quan trọng để bộ đội ta giành thắng lợi trên các chiến trường, đặc biệt là các chiến dịch biên giới năm 1950. Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất, ông được vinh danh Anh hùng lực lượng vũ trang. Có thể nói, cuộc đời, hành trình sự nghiệp và những câu chuyện về giáo sư Trần Đại Nghĩa, anh hùng lao động, nhà quân sự, khoa học tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một biểu tượng đẹp, một tấm gương vĩ đại trọn đời, tận hiến cho cách mạng, kháng chiến, vẫn luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, ghi nhớ và biết ơn. Dù ở bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào, giáo sư Trần Đại Nghĩa luôn thể hiện nhân cách đạo đức sáng ngời của người trí thức trọn đời phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Nghĩ, nhớ và viết về cuộc đời, sự nghiệp của ông, nhiều người ngợi ca ông là con người của huyền thoại, ông vua vũ khí, ông Phật làm súng, vị tướng tài ba, nhà khoa học vĩ đại, nhưng cuộc sống đời thường lại hết sức giản dị, khiêm nhường, luôn suy tư, trăn trở với con đường phát triển của nền khoa học, kỹ thuật nước nhà và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của quốc gia dân tộc. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến phút cuối cùng của video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.